Nào, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hiệu ứng sương mù tiếp theo. Các bạn cùng tôi chuyển về phần kết xuất hình, bấm vào biểu tượng máy ảnh ở đây, tôi bấm chuột trái vào. Tôi sẽ di chuyển trỏ chuột và chọn vị trí tấm hình ở đây để chúng ta cùng nhau kết xuất hình. Không hiểu sao máy của tôi lại bị cá lắc như vậy, các bạn hết sức thông cảm. Chúng ta di chuyển qua phần effect. Các bạn di chuyển qua phần weather này và chúng ta chọn phần fog. Khi xuất hiện một cửa sổ mà layer mới bên dưới này, chúng ta có thể tăng phần fog density, tức là mật độ sương mù, tôi kéo lên. Chúng ta đã có một màn sương khá mỏng manh rồi. Bên dưới, chúng ta có phần fog fog, tức là độ suy giảm của màn sương mờ này. Tôi sẽ kéo lên. Các bạn có thấy càng kéo cao thì sương mù của chúng ta càng suy giảm dần đi. Nhưng ở những phần tiếp giáp đường chân trời thì nó sẽ vẫn còn tồn tại. Nếu chúng ta kéo cao quá thì sẽ mất hoàn toàn. Tôi kéo vừa phải sao cho tương đối hợp lý. Chúng ta kéo lại phần này tăng lên hoặc giảm đi. Ok. Cũng khá là dễ dàng phải các bạn. Còn ở dưới này chúng ta sẽ chỉnh độ sáng của màn sương này. Tôi kéo lên thì sáng hơn. Tôi kéo thấp hoàn toàn thì sương mù sẽ không tồn tại nữa. Tôi kéo lên lại và kéo cường độ cao lên. Còn ô dưới này chúng ta có thể chọn màu của sương mù. Ví dụ như tôi chọn màu lam tím đi, trông cho hoành tráng. Các bạn thấy thế nào? Rất là màu đúng không? Và đương nhiên chúng ta có thể chuyển về màu trắng lại. Ok, tôi tăng cường độ và tăng phần fog lên. Tôi chỉ thích sương mù nhẹ nhàng thôi. Ở dưới này chúng ta sẽ ghi đè ánh sáng nhiều hơn, tức là tăng phần sương mù, độ dày đặc và độ sáng cao hơn, như ở trong khu rừng rậm vậy. Rất là hay. Còn bây giờ tôi sẽ giảm đi. Và tại sao chúng ta không chuyển về cảnh ông cụ nhìn xa xăm nhỉ? Sương mù bây giờ trông rất đẹp rồi phải không nào các bạn? Tôi sẽ giảm lại. Đó, mù vừa phải mà thôi. Tạo mưa thì sao nhỉ các bạn? Các bạn vào effect. Chúng ta chuyển qua phần bên cạnh này, chúng ta có hiệu ứng mưa, tôi bấm chuột trái vào. Thì ngay vào luôn, hiệu ứng mưa đã có tác dụng của chúng ta. Để chỉnh hiệu ứng mưa, chúng ta làm như sau. Các bạn qua thông số bên này. Rain density. Đây chính là mật độ của hạt mưa. Nếu chúng ta giảm đi thì lượng mưa sẽ ít hơn. Còn nếu bạn tăng lên thì mưa sẽ nhiều hạt hơn và đậm hạt hơn. Bên dưới này, chúng ta có độ biến dạng của hạt. Hay nói một cách khác, chính là độ nặng của hạt khi mưa rơi xuống. Nếu các bạn tăng lên thì để ý kỹ từng giọt mưa sẽ có sự biến đổi. Tôi tăng lên. Các bạn thấy cường độ và mật độ chúng ta sẽ nhiều hơn nữa. Tôi sẽ giảm đi. Chúng ta hiệu chỉnh mây ở đây. Nếu như càng nhiều mây thì bầu trời sẽ càng đen hơn. Tôi giảm đi thì bầu trời sẽ nghiêng sắc xanh. Thực ra là đè hiệu ứng lớp layer lên trên thôi, còn bầu trời chúng ta vẫn giữ nguyên. Các bạn có thể thay đổi hướng gió theo X và theo Y. Tôi kéo lên, tôi thay đổi hướng gió này. Để quan sát dễ hơn, tôi sẽ tăng nhiều mây hơn. Khi tôi thay đổi gió theo X hoặc theo Y thì hướng chuyển động của mây sẽ thay đổi. Các bạn để ý thấy ở đây chúng ta thay đổi thì mây xoay không? Tôi giảm đi này. Đúng không ạ? Còn thông số cuối cùng của chúng ta, Rain Spell, chính là tốc độ rơi của mưa. Mưa sẽ rơi nhanh hơn hay chậm hơn. Mấy thông số này cũng khá dễ dàng khi sử dụng. Giả sử như tôi cho mây vừa thôi và để hiện phần bầu trời lên vừa phải. Trong quá trình kéo bạn có thể giữ phím shift để biến đổi từ từ. Tôi kéo và đồng ý với lượng mây thế này. Nếu như để dung hòa, các bạn thấy rằng sương mù chúng ta đang quá dày đặc. Chúng ta bấm vào nút này để chuyển về các hiệu ứng còn lại. Tôi sẽ cho phần fog density này giảm xuống vừa phải để hợp hơn với khung cảnh mưa, không quá nặng nề. Vậy là chúng ta đã có khung cảnh mưa rất đơn giản phải không nào? Còn bây giờ thì tại sao các bạn không xuất lấy một tấm hình dạng poster thật lớn để quan sát nhỉ?